À, báo cáo với toàn thể anh em thì là cái buổi chụp tối ngày hôm qua chiếc xe này nó về thì em quay tối quá anh em nhìn không rõ, và có rất là nhiều anh em gọi điện cũng nhắn tin cho em là yêu cầu hôm nay ban ngày sẽ quay chi tiết lại và chụp ảnh thật là nét để gửi tới thông tin chiếc bán tải Nissan Navara 2012 rất là đẹp này cho anh em. Ở chiếc xe mang nước sơn màu bạc mang biển số tỉnh Quảng Ninh 06262 này, thì có rất là nhiều anh em phàn nàn phải quay lại vào cái buổi sáng hơn để cho nó đẹp, cho hình ảnh nó đẹp hơn và nó thật hơn. Thì hôm nay em có cơ hội để quay lại cái chiếc Nissan Navara 2012 rất là đẹp này. Cam kết với anh em là keo chỉ zin hết và máy số còn zin, chạy cực khỏe luôn anh em ạ. Chạy khỏe và thích lắm. Rất là thích và rất là sướng. Đấy, máy số đã zin rồi. Đấy, nội thất lại còn đẹp nữa anh em ạ. Ngoại thất cũng đẹp và nội thất cũng đẹp anh em ạ. Đấy, anh em nào đang có nhu cầu về cái chiếc xe này với giá tiền hiện bên em chào bán là 235 triệu anh em ạ. 235 triệu vẫn còn bớt cho anh em và bao rút hồ sơ cho anh em nữa. Và xe thì cam kết với anh em là không có cái gì để chê cả, anh em đến chỉ bê về dùng thôi. Hai cầu số sàn 2.5 máy dầu. Đấy, đây em quay phần nội thất luôn cho anh em xem cho nó nóng này. Thì đầu tiên trước khi vào phần nội thất thì em quay cái cánh cửa trước anh em nhé. Đây, đây là cánh cửa của nó này. Anh em thấy cái lòng trong sơn zin còn nguyên bản luôn. Và toàn bộ cái keo chỉ của cánh cửa anh em thấy mép gấp mối nối từng cái đường gờ gân của nó đều nguyên zin hết ấy. Nguyên zin hết đấy. Rất là đẹp luôn. Từng con ốc còn nguyên chấm sơn. Và cái vách tapi của nó 2012 mà nó đẹp. Ôi giời ơi luôn. Em rất ít khi tìm được một chiếc xe Navara đẹp vậy em nhé. Em có những chiếc 24 đấy, nhưng mà phải công nhận là nó không thể đẹp bằng cái chiếc này được. Thực sự với anh em luôn. Đấy là những cái lời nói hết sức chân thành ấy, không phải là giấu giếm gì. Đấy, cái vách nỉ của nó vẫn còn đẹp như thế này anh em thấy. Vách nỉ của Navara đẹp này. Và toàn bộ cái phần gai sần của cánh cửa anh em thấy nó tươi nguyên một màu luôn. Và cái hệ thống nhựa của nó đẹp lắm, đẹp long lanh. Đấy, bốn cánh đều tăm tắp như nhau hết ấy. Đều tăm tắp như nhau đây. Anh em nhìn này, cái lòng cánh này. Nó đẹp thực sự luôn, cho nên là bác nào mà quyết định mua được cái chiếc này số sàn hai cầu chạy rất là khỏe và bốc này. Máy số zin mà nó chạy chất lắm thì có thể liên hệ ngay với em Quân để được em tư vấn chi tiết và sâu hơn. Đây, cái lót thùng của cái xe này còn gần như không chở cái gì cơ anh ạ. 2012 mà anh em nhìn cái sóng thùng của nó không gãy dập gì, đây là em còn chưa rửa nó, mà rửa đi nó đẹp như này. Đấy, nó đen xì này thì nó đẹp hơn này. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái sóng thùng nó không hề bị gãy nhá, không gãy không dập gì. Nó rất là đều luôn. Về cái chỉ rửa nước nã thôi, và cái đít phía sau anh em nhìn từng cái con ốc đều còn zin hết 100%. Đều còn zin hết 100% luôn. Đấy, khỏe đít không hề bị đâm chọc gì. Đấy, toàn bộ thùng thành đẹp lắm, kể cả tem thùng kìa. Nissan đều còn chuẩn lắm. Bác nào mua chiếc này thì em thề với anh em là yên tâm luôn. Chiếc xe có cả cái nắp chụp thùng thấp rồi anh em nhé, nắp chụp thùng thấp này. Nhìn rất là ok luôn. Biển số thì cũng khá là hấp dẫn. Bác nào ở Quảng Ninh mà yêu chiếc này thì có một cái biển số cũng khá là hấp dẫn, 06262. Cứ thế là vi vu thôi. À, đây lại là cái cánh cửa bên tài này, hai cánh cửa bên tài này em quay luôn cho anh em quan sát này, keo chỉ zin hết và toàn bộ cái hệ thống nhựa của nó đều tươi rói rói luôn. Đều tươi rói luôn anh ạ. Đẹp. Nói chung là vuông thành sắc cạnh, LED. Đấy, hôm nay em quay ban ngày thì LED rồi, hôm qua em quay tối quá mà quay được cái đoạn ngắn quá anh em cũng chưa thể nhìn hết được. Đây anh em nhìn này. Nhựa của nó là cực kỳ mới luôn. Tất cả con ốc của nó 2012 mà những chấm sơn nó vẫn còn nguyên vạch. Cái ghế thì toàn bộ hệ thống ghế của xe này đã bọc da hết rồi. Có cái phần ngồi này nó hơi xấu chút rồi, không đáng kể gì, không ảnh hưởng gì. Còn lại toàn bộ cái thân ghế đều còn rất là tươi. Rất là tươi, rất là mới luôn. Đấy, anh em thấy đặc biệt là cái hệ thống ghế sau thì em có cảm giác rất là có ít người ngồi. Rất ít người ngồi nên da của nó vẫn còn rất là chất đấy. Rất là chất. Đấy, thành da rất là chất đẹp. 2012 mà chủ nhân họ giữ được cái trần nỉ nó sạch sẽ và nó đẹp. Nó đẹp, nó nguyên bản này đấy, anh em thấy sướng không? Đấy. Ngồi vào trong xe anh em đang ngỡ như mình ngồi con 26, 27 đấy. Toàn bộ phần nhựa bên trong xe đây. Rồi, em xin phép là rút cái chìa khóa ra, nó kêu quá. Đấy, anh em nhìn này, cái nhựa táp lô đẹp nguyên luôn. À, vô lăng củ số của nó còn đẹp nữa anh em. Đây, anh em nhìn cái vô lăng 2012 mà nó đẹp này. Nó chỉ gọi là mới hơi mòn một chút xíu ở đây thôi, còn lại tất cả đều rất là đẹp, rất là vuông vắn, sắc nét.
Ấy củ số anh em. 22 một củ số anh em thấy không? Cấp 6 số này. Ra số vẫn là nguyên zin 100%, ra xịn này. Cần phanh tay. Đó. Hai cầu điện anh em nhá, hai cầu điện nhá. Hai cầu điện hoạt động vẫn còn rất ok, em đã thử rất kỹ rồi. Ở chiếc xe này thì cái chế độ giải trí nó rất là nghèo nàn thôi. Trên này thì có một cái cam hành trình. Phía trên đây là một cái cam nùi. Cam nùi, đấy, có mỗi hai cái đấy thôi. Còn lại vẫn là cái đầu CD nguyên bản của xe kia. Đầu 6 đĩa nguyên bản theo xe đấy, rất là. Nói chung là chủ nhân họ cũng không có cầu kỳ gì nhiều cả. Chỉ mỗi cái là thích cái xe nó đẹp. Và tất cả những cái đố ốp cột này nó sáng quắc luôn này. Đấy, nó tươi nguyên cái màu nhựa của nó, tươi nguyên bản hết. Đẹp, nhìn chung là với đời 2012 được đến cái cảnh giới này là, em thấy là ok lắm rồi, nó đẹp quá rồi, không có gì để chê. Và bây giờ em sẽ lên em nổ máy và chúng ta cùng tiến tới phần khoang động cơ của chiếc bán tải Lavara 2012 số sàn 2 cầu 2.5 máy dầu này. Em nổ máy rồi anh em nhé. Đấy, nổ máy rồi đấy. Hiện tại thì đồng hồ của chiếc xe này đang báo là 18 vạn nhỉ? 18 vạn, em nghĩ đây là 18 vạn xịn đấy. 18 vạn xịn đấy. Bởi vì cái chất xe nó còn tươi đẹp như này, em nghĩ đúng là 18 vạn rồi. 18 vạn nhưng chủ đi họ khá giữ gìn cho nên là cái chất xe nó còn rất là sướng, chạy êm chắc lắm. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc bán tải Lavara. Anh em thấy nghe tiếng máy lổ đang lổ. Chất máy Nhật thì anh em biết rồi, nó lổ lúc nào cũng rất là êm. Rất là êm. Và máy của nó còn zin nó hơi bẩn như này thôi, nhưng em quay cái góc này để anh em quan sát. Máy rất là êm ái luôn. Máy rất là khỏe, lổ rất là chắc, chắc xe. Với động cơ 2.5 máy dầu này em có cảm giác nó ăn, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn là có cái kho của 2.2 rất là nhiều. Đây là hệ thống ốc capo anh em thấy, ốc capo còn nguyên bản chưa ra. Capo còn chưa hạ, keo chỉ zin mà. Toàn bộ cái phần đầu răng anh em thấy không ạ? Xương đầu răng này, đó, những cái tem của nhà sản xuất này, tem nhập khẩu này, đó, vẫn còn nguyên zin hết. Ốc arc đèn đóm là đèn xịn hết của xe anh em nhé, đèn xịn hết của xe. Các bác nào mua chiếc này về thì thật sự các bác là quá là tuyệt vời luôn. Thực sự là sướng. Đấy, capo vẫn còn nguyên kìa. Đấy, đèn này cũng là đèn zin của xe anh em nhé. Đấy, đèn zin của xe luôn. Nhìn chung là khá là ok. Vâng, vừa rồi thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em cơ bản nhất về cái chiếc bán tải Nissan Navara sản xuất năm 2012. Số sàn 2 cầu động cơ 2.5 máy dầu. Đấy, anh em mà có nhu cầu sở hữu chiếc xe này với giá tiền hiện tại là 335 triệu đồng, hãy liên hệ trực tiếp với em Quân Ô Tô qua số 0364763888 hoặc đến với showroom Đức Bán Tải có địa chỉ tại ngã ba đường mới, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tham khảo và tất cả những mẫu xe bày bán tại đây. Em Quân Ô Tô xin kết thúc video của mình tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của em Quân trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em cùng gia đình tìm được cho mình những mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh mua bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.